Cô gái vì có thể trọng hơn 150kg, nên bị mọi người gọi là đồ mập, bị cha mẹ ghét bỏ, bị đánh gãy tứ chi, bị đá ra khỏi liên bang. Cuối cùng cô lưu lạc tới cô nhi viện, không chỉ mỗi ngày treo tụi nhỏ trên cây, mà còn bán chúng cho mấy chỗ buôn lậu người đổi tiền mua rượu. Đám trẻ ngày ngày bị cô ức hiếp hoàn toàn hắc hóa. Không chỉ liên kết với em gái cô, vạch trần hành vi buôn bán trẻ con của cô, chờ vài chục năm sau cô mãn hạn tù được phóng thích, thì những đứa trẻ ngày xưa bị cô ăn hiếp, nay đã trở thành xã hội đen, bắt cô về tra tấn tới chết. Mà Bạch Tô sau bị em gái thiêu chết, đã nhập hồn vào xác cô nữ phụ ác độc này. Khi Bạch Tô biết được kết cục của nguyên chủ, cô chỉ biết trợn mắt há mòm. May mà ngày mai đám trẻ mới liên hợp với em gái vạch tội cô, nên vẫn còn cơ hội cứu vớt. Bạch Tô nhìn cơ thể mập mạp của mình, hình như còn có cả lông. May hệ thống cho cô một kỹ năng, phàm là những món ăn do chính tay cô làm đều có thể chữa trị tất cả bệnh tật. Bạch Tô lại nhìn đám nhỏ núp trong góc, hoảng sợ nhìn mình, mặt đầy vết bầm, trên đầu còn có mấy đôi tai lông xù. Bạch Tô hai mắt sáng rỡ, mặt hiện lên vẻ đáng thương. Thế là cô bắt đầu dọn dẹp đi nấu cơm, thay đổi vận mệnh nữ phụ ác độc, bắt đầu từ việc chữa trị đám phản diện tương lai này. Cô ta đang làm gì vậy? Sao không ngó tới chúng ta? Trước đây chúng ta mà bị đánh thì có thể đổi lại được đồ ăn. Giờ cô ta không đánh chúng ta, có phải không muốn cho chúng ta đồ ăn nữa không? Không được, tiểu hổ đang sốt, không ăn gì sẽ đói chết. Thằng bé tai sói che chở đám em nhỏ đằng sau, đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nó đã gửi thư cầu cứu xuống núi, người của liên bang ngày mai sẽ đến đây, chỉ cần chứng minh được cô ta ngược đãi trẻ con, là chúng có thể tống cổ cô ả mập như heo này. Cậu sói nhỏ trấn an đám bạn, lấy hết can đảm bước tới trước, viện trưởng, cô mau đánh tụi này đi, tụi này muốn đồ ăn. Tiểu hổ bị sốt, sau đó nó nhắm mắt, làm ra vẻ mặt chờ đánh. Đáng thương tới làm người ta mềm lòng, Bạch Tố vuốt đầu nó, thuận tay vuốt hai cái tai xù nhỏ, đợi đi, sắp xong rồi. Cô nhanh chóng lấy thức ăn trong tủ ra, kho gạo, rửa rau. Tiểu Lang và đám bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, không biết cô đang bận rộn làm gì. Chẳng mấy mùi thức ăn thơm lừng đã tỏa ra, đám nhóc làm gì từng ngửi được nồi cháo gà nấu đậu thơm lừng thế này, lập tức đã chảy nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm đồ ăn. Cả Tiểu Lang xưa nay cảnh giác ổn trọng cũng không kiềm lòng được, điên cuồng nuốt nước miếng lại gần. Hình như các thú nhân ít khi nào làm cơm, cho dù lấy được thức ăn cũng ăn sống, các loại thịt đều ăn sống, kỹ năng nấu nướng gần như sắp biến mất khỏi vũ trụ rồi. Bạch Tô nghiêng đầu nhìn chúng một cái, múc cho mỗi đứa một bát, ăn đi. Thưa giờ cô không có sức chống cự với trẻ con, huống hồ giờ trên đầu chúng còn có tài thú trong vừa lạ vừa đáng thương thế này. Tiểu Lang nghi ngờ nếm thử rồi không dám tin, mở to hai mắt, ngon quá, sao cháo có thể ngon thế này, đây mới thật là cháo à. Chúng vừa ăn xong đột nhiên cảm thấy mắt trái và cái đuôi bị đứt của mình hơi ngứa. Tiểu Lang nghi ngờ cầm cái đuôi bị đứt của mình lên rồi bỏ chén vào trong bồn nước. Viện trưởng, bọn này ăn xong rồi, cô có thể đánh bọn tôi rồi. Nói xong mặt Tiểu Lang lộ ra vẻ chờ mong, đánh đi, đánh càng mạnh càng được, đợi ngày mai người của liên bang tới, họ sẽ biết cô ả xấu xa này ngược đãi trẻ con, như vậy mới có thể mượn cơ hội đuổi cô ta đi. Bạch Tô nhìn đôi mắt hoảng sợ của Tiểu Lang, biết ngay thằng nhóc này nghĩ gì. Cô không mong mới ngày đầu tiên đã có thể thay đổi hình tượng trong lòng chúng, chỉ mỉm cười gật đầu, được rồi, mấy đứa đi chơi đi, sau này mỗi ngày cô đều sẽ nấu đồ ăn ngon cho mấy đứa. Bạch Tô không để ý tới đám nhóc mặt đầy nghi ngờ nữa, mà bưng một bát cháo lên cho Tiểu Hổ. Tiểu Hổ là một thú nhân hổ nhỏ bé gầy trơ xương, giờ còn đang bị sốt, miệng nứt cả ra. Bạch Tô không nhịn được thương xót, thầm mắng nguyên chủ quá ác độc, sau đó vội đút cháo cho thằng bé, mau ăn đi bé đáng thương, ăn xong bệnh trên người con sẽ bay hết. Tiểu Hổ nằm tựa trong lòng cô, ăn cháo xong thì chẳng mấy đã hết sốt, vết bầm trên người cũng biến mất. Trong mê man nó cọ vào lòng Bạch Tô làm nũng, tim Bạch Tô như nhũn ra, nhịn không được dỗ dành thằng bé đi ngủ, cái này có khác gì nuôi một đám thú cưng đâu chú. Huống hồ cô còn rất thích thú có lóc sáu, quả nhiên mặc kệ là trẻ con loài nào thì cũng đều làm người ta yêu thích. Ở ngoài cửa, đám nhóc lén nhìn vào trong phòng, thằng ngốc Tiểu Hổ đang nắm quần áo cô ta kìa, trông quái dị quá, cô ta ôm Tiểu Hổ hát ru kìa, đột nhiên thấy cô ta dịu dàng quá, oa, cô ta nói thật kìa, Tiểu Hổ ăn cháo vào rồi thì vết bầm trên người mất sạch. Đám nhóc thấy vậy vạch áo lên xem, vết thương trên người chúng cũng đã khỏi. Tiểu Lang vội kéo cả đám vào phòng kín, các cậu đừng có ngây thơ vậy, có thể cô ta đã biết kế hoạch của chúng ta nên cố ý diễn kịch, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng cô ta như vậy, ngày mai nhất định phải để cô ta bị người của liên bang bị đuổi đi. Bé mèo vò đầu, nhưng mà vết thương trên người chúng ta hết rồi, mai người liên bang tới liệu có còn tin chúng ta nữa không. Đáy mắt Tiểu Lang hiện lên vẻ đen tối, nếu đã không còn vết thương thì chúng ta tự làm. Nói rồi thằng bé ra tay trước, đập tay vào góc tường, lập một cú thật mạnh. Đám nhỏ do dự một lúc cũng cắn răng làm theo. Sáng sớm hôm sau, một giống cái bước xuống khỏi siêu xe, sau đó là một giống đực tai sói, đây chính là em gái Bạch Tuyết của nguyên chủ. Bạch Tuyết nhìn thoáng qua Lục Đình Yến, đáy má mang theo vẻ thèm khát trước sắc đẹp. Lục thượng tá, chuyện này vốn dĩ việc xấu trong nhà không nên lộ ra ngoài, cho nên mới nhờ ngài tự mình đến đây một chuyến. Trước đây chị em phạm lỗi nặng, bị người trong nhà đuổi đi, ai ngờ chị ấy lại mở cô nhi viện ở đây, còn ngược đãi các thú con. Bạch Tuyết lại cắn môi, muốn nói lại thôi. Lục thượng tá, mong anh có thể giữ bí mật chuyện này, dù sao đó cũng là gièm pha của nhà em. Lục Đình Yến nhớ tới Bạch Tô, đáy mắt hiện lên vẻ châm chọc, nếu thật sự cô ta có hành vi phạm tội, cô ta sẽ bị đưa về liên bang để luật pháp chế tài. Bạch Tuyết cười gật đầu, cảm ơn Lục thượng tá đã đồng ý giúp chuyện này. Đám tay chân nhà họ Bạch nhịn không được bắt đầu nói nhỏ, tiểu thư sao phải khách khí với anh ta như vậy, dù trước đây Lục Đình Yếu là giống được mạnh nhất liên bang, nhưng từ sau khi anh ta bị thương tinh thần lực thì đã là phế vật,
cả vị trí thủ lĩnh cũng bị người ta cướp đi. Rõ ràng trước đây tiểu thư khinh thường phế vật nhất, từ tháng trước tiểu thư khỏi sốt thì như thay đổi người khác. Không chỉ không ghét Lục thượng tá, còn thường xuyên chạy tới chỗ anh ta, thật đúng là không hiểu được tiểu thư đang nghĩ gì. Bạch Tô vừa làm cơm trưa xong bày lên bàn, thì nhìn thấy bên ngoài có hai vị khách không mời tới. Bạch Tuyết nhìn thấy cô, đã chào hỏi trước, "Chị ơi, em dẫn Lục thượng tá tới thăm chị đây." Ghé thăm đột ngột thế này chị không giận chứ? Bạch Tô trừng mắt, "Nếu cô sợ tôi giận, thì có thể báo cho tôi trước khi tới đây, không cần tới rồi mới giả vờ giả vịt, mùi trà nồng chết được." Nhưng cô đã biết trước hôm nay hai người họ sẽ đến đây, nên từ sớm đã chuẩn bị sẵn một bàn món ngon, cơm ngũ cốc, gà gói lá sen, bánh củ cải, nấm sao, còn cả mấy món ăn bóc khói, có khẩu vị nhẹ hợp cho trẻ con, cũng là mấy món nồng hơn cho người lớn ăn. Bạch Tuyết nhìn mâm cơm trên bàn, "Đây là chị làm à? Sao thế được?" Cô ta không tin, giờ ở liên bang này, còn ai biết nấu cơm, tới cả thứ cô ta còn chưa từng thấy, làm sao Bạch Tô làm ra được? Bạch Tô khinh thường, "Ai mong cô tin?" Sau đó cô nghiêng đầu nhìn lên lầu, "Mấy đứa nhỏ, xuống ăn cơm." Tiểu Lang dẫn theo ba đứa trẻ khác chạy xuống dưới, gần như mặt đứa nào cũng bị thương, mùa hè mặc quần áo ngắn, cánh tay đầy những vết bầm tím, má trái Tiểu Lang còn bị sưng to. Nhìn thấy chúng thảm thế này, Bạch Tô giả vờ như không thấy, chỉ gọi chúng mau rửa tay ăn cơm, hôm nay có khách tới, chúng ta có thêm đồ ăn. Lục Đình Yến quét mắt nhìn mấy món ăn ngon lành, sắc hương đều đủ trên bàn, ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, không kềm lòng được bắt đầu chảy nước miếng. Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn cô chị này, làm sao có thể như vậy được, sao thức ăn có thể tỏa ra mùi thơm dụ hoặc thế này, đây hoàn toàn không phải mùi của thức ăn. Lục Đình Yến thu lại tầm mắt, nhìn thấy Bạch Tố không phải lần đầu làm cơm cho đám trẻ, ở liên bang không có nơi nào phí công thế này, tất cả đều dùng dịch dinh dưỡng giải quyết. Tiểu Lang nhạy bén quan sát thấy vẻ mặt của Lục Đình Yến, rất sợ anh sẽ bị Bạch Tô lừa, nên vội vàng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhìn Bạch Tô, "Con xin lỗi, mẹ viện trưởng, cô đánh chúng con đi, mỗi lần đều phải đánh chúng con mới được ăn mà, chúng con đã quen rồi." Bạch Tuyết cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ hoảng hốt, "Chị, sao chị có thể ngược đãi chúng, mấy đứa trẻ này đáng yêu thế sao chị xuống tay cho được?" Bạch Tô không thèm ngó tới cô ta, ngược lại nói với Lục Đình Yến đứng cạnh, "Thượng tá, không ngại ngồi xuống ăn chung chứ, để tránh cô em gái đẩy chính nghĩa này của tôi, nói tôi đại khách không chu đáo." Bạch Tuyết trợn mắt khiêm tốn nói, "Lục thượng tá thân phận tôn quý, làm sao lại ăn mấy thứ chẳng ra gì này được." Lục Đình Yến nhìn bàn ăn đầy đủ hương sắc, cảm thấy mình nhất định phải tự mình xác nhận rốt cuộc cái này chỉ là làm màu hay thật sự ăn được. Thế là anh ngồi xuống, "Được thôi, cảm ơn." Bạch Tuyết trừng to mắt, không dám tin nhìn Lục Đình Yến. "Lục thượng tá." Bạch Tô lại nhìn đám nhỏ đứng cạnh, Tiểu Lang lập tức diễn trò, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, "Dạ mẹ viện trường, chúng con nghe lời ăn cơm, xin mẹ đừng có đánh chúng con." Đám nhóc khác không nhịn nổi nữa, vội vàng chạy tới nhào vào ăn ngon lành, chỉ có mình Bạch Tuyết đứng đó mặt đầy ngại ngùng, cũng chỉ đành xấu hổ ngồi xuống. Trong lòng không vui cầm bát lên, cô không phải đến vì cái bản đồ ăn thơm ngon này, nhưng món ăn này ngon tới mức cô điên cuồng nuốt nước miếng. Nhưng Bạch Tô lạnh lùng liếc cô một cái, "Tôi cho cô ăn à?" Đôi đũa của Bạch Tuyết dừng ngay giữa bàn, cô ta đập mạnh xuống bàn, "Không ăn thì không ăn, ai thèm chứ?" Lục Yến Đình ngồi cạnh ăn vài miếng, hai mắt co rút lại, "Sao có thể?" Hẳn cảm giác được biển tinh thần, có một ít tinh thần lực đang quay lại, nhưng điều này sao có thể được, biển tinh thần của hắn đã bị ăn mòn gần như sạch sẽ trong trận chiến năm xưa, giờ chỉ còn một vùng biển kho hạn, mấy năm gần đây chưa bao giờ có tinh thần lực xuất hiện lại. Lục Yến Đình siết chặt đũa, hắn lại gắp một miếng gà gói sen, sau khi nuốt xuống, trong biển tinh thần lại xuất hiện tinh thần lực, quả thật là tinh thần lực. Lục Yến Đình nghi hoặc nhìn bàn ăn, chẳng lẽ do mấy món ăn này? Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm Bạch Tô ngồi đối diện, cả đám nhóc cũng vô cùng bất ngờ, bữa cơm hôm nay còn ngon hơn cháo hôm qua, chúng còn nhỏ, làm gì từng được ăn ngon thế này. Lúc này mặc kệ biểu diễn và Lục Yến Đình mặt đáng sợ bên cạnh, ăn như chết đói, thi thoảng còn lén nhìn trộm Bạch Tố một cái. Từ hôm qua Tiểu Lang đã phát hiện cô ả này rất kỳ lạ, cách ăn uống không giống, ngữ khí nói chuyện cũng khác, ánh mắt cũng khác, cảm giác trên người cô ta cũng khác. Trước đây cô ta tối tăm ác độc, hận không thể một ngày đánh họ 800 lần, người thì tỏa ra mùi hôi kinh tởm, nhưng từ hôm qua đã khác, cô ta như biến thành người khác, không chỉ không còn cảm giác đáng sợ như trước, mà trên người còn mặc đồ sạch sẽ, tóc tai cũng rất sạch sẽ, không hề có mùi lạ. Tiểu Lang nhớ lại mình từng bị cô ta đánh gãy đuôi, đáy mắt hiên lên vẻ ác độc, mặc kệ thế nào, hôm nay là cơ hội duy nhất thoát khỏi cô ả ác độc này. Cho dù đồ ăn ngon thế nào, mình cũng không được mềm lòng. Nghĩ vậy, nó nhịn không được sờ mắt trai bị sẹo che kín. Không biết tại sao, từ hôm qua tới giờ, mắt và đuôi có vẫn cứ bị ngứa hoài, gãi cũng gãi không hết. Bạch Tuyết đang tìm cơ hội nói chuyện, nhìn thấy Tiểu Lang chà mắt vội hỏi, "Có phải con khó chịu ở đâu không? Cô thấy người các con toàn là vết thương." Nghe vậy Tiểu Lang bỏ bát cơm xuống, mặt lộ ra vẻ đáng thương, "Chị này, chị có thể giúp bọn em không? Mẹ viện trưởng rất đáng sợ, mỗi ngày bọn em đều bị đánh mới được ăn cơm. Hôm qua Tiểu Hổ bị sốt." Bạch Tuyết thấy cơ hội tới bèn hỏi, "Chuyện này là thế nào? Các con thật sự bị ngược đãi à?" Sau đó cô ta nghiêm khắc nhìn Bạch Tô, "Chị ơi, sao chị có thể làm vậy? Bao nhiêu năm nay em tưởng chị đã thay đổi rồi, không ngờ chị lại càng quá đáng hơn, vẫn không chịu thay đổi gì cả. Sao chị có thể ác độc tới vậy?" Bạch Tuyết lộ vẻ kích động, từng chuyện kể lại hành vi ác độc của nguyên chủ năm xưa. Hận không thể bôi đen cô hoàn toàn. Tiểu Lang có chút cạn lời, mắt thấy cô ta càng nói càng lệch chủ đề, nó chỉ đành vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Chị ơi, vậy bọn em thì thế nào?" Bạch Tuyết nhìn Tiểu Lang, mặt đầy chính nghĩa, "Em yên tâm, chúng tôi sẽ tìm cho các em một cô nhi viện khác."
có thú nhân hệ mèo và thú nhân hệ sói chăm sóc. Hai mắt tiểu lang lướt qua tia sáng, kế hoạch của nó là đuổi viện trưởng Lý, đổi một viện trưởng khác tốt hơn về, chứ không phải bị đưa đi. Nó không thể đi, nếu nó đi rồi, vậy những đứa trẻ khác bị bán đi, sẽ không tìm được được về nhà nữa. Bạch Tuyết nghiêng đầu nhìn Lục Đình Yến, "Lục thượng tá, vậy phiền anh đưa chị em về cục điều tra liên bang nhé." Cô ta không kịp chờ gọi bảo vệ nhà họ Bạch vào, bao vây cả phòng khách, nhưng không ai chịu chạm vào. Ống cái mập đến đáng sợ như Bạch Tô. Bạch Tô chậm rãi ăn hết phần cơm còn lại trong chén, nói tôi ngược đãi, có chứng cứ không, chỉ biết vác cổ họng lên mà la lối. Cô tưởng đây là ngoài chợ các bà cãi nhau, ai lớn tiếng thì người đó có lý à? Bạch Tuyết nghe mà sắc mặt đen ngòm, là cô ta coi thường con tiện nhân này. Năm xưa cô ta vẫn chỉ là một kẻ khúm núm khốn cùng, giờ miệng lại ác tới như vậy. Lục Đình Yến vẫn giữ nguyên vị trí như cũ. Bạch Tuyết rất tức giận, lộ ra vẻ bất đắc dĩ và trách cứ, chị đừng bao biện, trên người chúng toàn vết thương, chị dám bảo mình không đánh chúng à? Bạch Tô ôm hai tay, tôi bảo cô lấy chứng cứ, cô nghe không hiểu à? Bạch Tuyết vẫn tỏ vẻ chính nghĩa nói, chứng cứ đương nhiên sẽ có liên bang điều tra, vào đó rồi thì cứ chờ đi. Lục Đình Yến ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng, vậy thì đi kiểm tra thương tích, nếu là Bạch Tô ra tay đánh người, trên vết thương sẽ có chứng cứ. Sau đó hai người mặc đồng phục cảnh sát liên bang tới, cầm theo dụng cụ quét người đám nhóc. Sau vài phút, họ cung kính hành lễ với Lục Đình Yến, báo cáo thượng tá, kiểm tra vết thương cho thấy vết thương do đám trẻ tự gây ra, không kiểm tra được dấu vết cho thấy cô Bạch Tố ra tay. Bạch Tuyết trừng to mắt, sao lại thế được, dụng cụ của các anh có vấn đề. Tiểu Miêu và Tiểu Hổ không hẹn lộ ra vẻ chột dạ, chúng vội vàng trốn ra sau Tiểu Lang, tất cả là vì hôm qua mẹ viện trưởng cho chúng ăn đồ ăn ngon, vết thương của chúng mới đột nhiên khỏi hẳn, chúng chỉ đành tự ra tay để lại vết thương trên người. Bạch Tuyết đứng phát dậy, không thể nào như vậy được, có phải chị đã bày trò gì rồi không, chỉ cố ý ép chúng tự hại mình để thỏa mãn sở thích ác độc của mình chứ gì. Bạch Tô không nói gì, chỉ liếc nhìn cô ta một cái. Lục Đình Yến chuyển ánh mắt khỏi người đám nhỏ, đùa như vậy đủ rồi, đi thôi. Bạch Tuyết không cam tâm kéo Lục Đình Yến lại, Lục thượng tá, anh kiểm tra lại đi mà, kiểm tra xem cô nhi viện này, nói không chừng sẽ có chứng cứ. Chị em thật sự, đủ rồi. Lục Đình Yên đẩy tay cô ta ra, đáy mắt lạnh căm, cô Bạch, tôi không rảnh chơi mấy trò tranh giành gia tộc này với cô. Lục Đình Yến dẫn người đồng loạt lên xe, sau khi tiễn hết họ đi, Bạch Tô đen mặt chừng đám trẻ, cô ngược đãi các con hả? Tiểu Lang cảnh giác bảo vệ đám trẻ sau lưng, đề phòng nhìn Bạch Tô, chuyện này đều là ý con, cô muốn phạt thì phạt con đi. Bạch Tô sắc mặt đen ngòm liếc đám nhỏ, đột nhiên ra sức hất bàn, các con giỏi nhỉ. Bạch Tô nheo mắt lại, dùng sức mạnh quá nên hai tay cô nhói đau, nhưng cô vẫn không thể biểu hiện ra, chỉ có thể tiếp tục ra vẻ, các con muốn chết chứ gì, dám cho người tới điều tra cô, các con tưởng cô không biết, các con đang tính dở trò gì à, đứa nào đứa nấy ngứa mình chứ gì, cứ nhất định phải để cô đánh tới đầu rơi máu chảy mới chịu à. Ba ngày không ăn đòn thì trèo lên mái nhà luôn, cô không đánh các con thì các con còn tự đánh mình à, một đám ngu ngốc. Cô vứt mạnh mấy cái chén xuống, làm đám nhóc sợ tới mức rút lại. Tiểu Lam im lặng thừa nhận cơn giận của cô, đám nhóc thì nhắm chặt mắt, chúng đã chuẩn bị săn ăn một trận đòn nhớ đời. Tiểu Miêu nhát cấy đã sợ tới run người. Bạch Tô thấy đã đạt được hiệu quả mới lạnh lùng nói, các con đã chọc phiền phức lớn cho cô như vậy, phạt các con tối nay rửa chén thu dọn nhà bếp, không làm sạch thì không được ngủ. Tiểu Lang đợi nửa ngày không ngờ chỉ đợi được hình phạt nhẹ này, nó ngẩng phát đầu dậy nhìn Bạch Tô, mắt đầy vẻ không dám tin. Đám nhóc cũng không nhịn được lộ vẻ bất ngờ, có thế thôi à, thế thì tính là phạt cái gì. Bạch Tô không thèm để ý tới chúng nữa, cô cố ý làm giống nguyên chủ nổi giận một trận để đám trẻ cho rằng mình chết chắc rồi, nâng lên thật cao rồi đặt nhẹ xuống, cuối cùng chỉ là phạt chúng đi rửa chén. Chúng nếm trải cảm giác chênh lệch này sẽ dễ thay đổi cái nhìn về cô hơn. Tiểu Lang nhìn đồ ăn đổ vỡ khắp nơi, bàn bạc với mấy đứa bạn lén đem đồ ăn cho Tiểu Hổ. Tiểu Hổ đã khỏe hơn nhiều, chỉ còn hơi ho khan, nó mệt mỏi ngồi dậy, Tiểu Lang sao rồi, thất bại rồi. Tiểu Miêu không nhịn được nhỏ giọng nói, kỳ thật em cảm thấy viện trưởng bây giờ cũng tốt, không chỉ làm đồ ăn cho chúng ta còn không đánh người nữa. Tiểu Hổ đang định nói gì, Tiểu Lang lại cau mày chừng nó một cái, ngốc quá, đó là vì cô ta đã biết trước, chúng ta báo cáo cô ta ngược đãi trẻ em nên mới diễn trò cho mấy người đó xem. Tiểu Miêu lại không hiểu, nhưng khi người lớn đi rồi cô ta cũng không đánh chúng ta. Tiểu Lang hừ lạnh một cái, cô ta chỉ là thấy chúng ta có thể báo án nên mới bớt lại thôi, chúng ta cứ chờ đi, sau thời gian này cô ta sẽ lại quay về như cũ thôi. Chó không đổi được thói quen ăn phân, Tiểu Miêu phản bác, nhưng cô ấy là thỏ mà không phải chó. Tiểu Hổ đột nhiên nói, thật ra em cảm thấy mẹ viện trưởng rất khác. Tiểu Lang thấy họ đều bị cô gái ếch độc đó thu phục, không nhịn được tức giận xoay người bỏ chạy. Trên đường đi ngang qua phòng Bạch Tô thì vừa hay thấy cô đang mở cửa bước ra, nó không kịp chuẩn bị va thẳng vào người Bạch Tô. Bạch Tô nhanh tay nhanh bắt túm nó lại, không để nó ngã xuống. Tiểu Lang lập tức co người cảnh giác nhìn chằm chằm cô, xin lỗi mẹ viện trưởng. Bạch Tô nhấc nó lên, chạy vội vậy làm gì. Tiểu Lang thấy sắc mặt cô không giống đang giận thì không nhịn được nhớ tới vừa nãy mấy đứa bạn không chịu tin mình nên càng giận hơn, đẩy tay Bạch Tô ra, không cần cô lo, rồi xoay người bỏ chạy. Bạch Tô lắc đầu cũng không đuổi theo. Cô lật xem ký ức của nguyên chủ, phát hiện Tiểu Lang vốn là một tiểu thú nhân có thiên phú rất cao, mới 7 tuổi đã thức tỉnh ngũ cấp, nhưng vì bị nguyên chủ ngược đãi, đuôi bị bẻ gãy, đẳng cấp không thể nâng lên được nữa. Với thú nhân mà nói, hình thái thú chịu tại phần lớn sức mạnh của chính họ, không thể thăng cấp thiên phú cũng là một khúc mắc của Tiểu Lang. Một khúc mắc khác là con mắt trái bị mù, muốn xử lý Tiểu Lang rất đơn giản, giải quyết hậu quả nguyên chủ để lại là xong. Cô có khả năng chữa trị,
Chuyện này không khó gì. Nghĩ như vậy, cô đang định chạy đi tìm Tiểu Lang thì thấy xa xa ngoài cửa cô nhi viện, thì thấy nó đang núp ngoài cửa cô nhi viện nhìn lén. Bạch Tô chỉ biết cười bất đắc dĩ, xoay người vào bếp nấu hai tô mì nấm, xem như ăn khuya cũng được. Mùi hương thơm ngát từ phòng bếp bay ra, khứu giác của sói rất nhạy. Tiểu Lang nuốt nước miếng, không khỏi ló đầu ra khỏi chỗ núp, nhìn về phòng bếp. Bạch Tô bưng hai tô mì lên bàn, vừa hay để ngay hướng cổng. Tiểu Lang vội cảnh giác rụt về chỗ núp. Bạch Tô đưa lưng về phía nó ngồi xuống, thở dài một hơi. Nhóc Tiểu Lang này sao chưa về, trễ nữa mì nở thì không ăn được. Giọng không lớn như đang thì thầm, nhưng Tiểu Lang núp sau cột hai tai nhúc nhích, nghe được rất rõ. Bạch Tô không vội, chỉ từ tốn ăn tô mì của mình, thơm quá đi. Quả nhiên chưa tới 5 phút sau, Tiểu Lang không nhịn được, nó giả vờ vô tình tới, bước xuống bếp uống nước. Ánh mắt Bạch Tô hiện lên ý cười, mở miệng nói, chịu về rồi à, có đói bụng không, lại ăn tô mì đi, cố ý nấu cho con đó. Tiểu Lang nghe vậy, hai cái tai dựng thẳng lên, cái đuôi bị gãy còn nửa khúc điên cuồng quẫy. Khụ khụ, Bạch Tô vươn tay che miệng, suýt nữa không nhịn được vươn tay vuốt ve. Trừ mấy thứ có lông, trên thế giới này có mấy người có thể từ chối một đôi tai lông chứ. Tiểu Lang không biết Bạch Tô đang nghĩ gì, chỉ lộ ra vẻ bướng bỉnh, không ăn thì cũng lãng phí, vậy con ăn một ít, rồi không kịp đợi ngồi xuống ăn, lộ rõ vẻ không thật lòng của mình. Hôm sau Bạch Tô làm tốt kế hoạch, hiện giờ bước đầu tiên chủ yếu là phải bồi dưỡng tình cảm với đám nhóc. Cơ thể này của cô quá béo, và lại không thể sinh con được, đây là điều làm cô rất quái lạ. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô vốn dĩ có thể sinh con, nhưng sau khi tới đây rồi thì lại không thể sinh con được. Cũng vì thế nguyên chủ mới nhận nuôi vài đứa trẻ, rồi mở cô nhi viện ở đây. Trong đó có vài tháng ký ức của nguyên chủ trống rỗng. Nói không có ẩn tình cô không tin, khả năng chữa trị của cô có thể chữa được việc mất khả năng sinh sản, nhưng cần phải có thời gian nhất định. Vừa hay Tiểu Lang muốn khôi phục, cũng cần phải ăn nhiều, cho nên cô quyết định xuống núi mua sắm thức ăn. Ở thế giới thú nhân, rau dưa và thức ăn rất rẻ, ngược lại các loại thuốc dinh dưỡng sẽ rất mắc. Vừa hay nguyên chủ cũng không có tiền gì, mỗi tháng chỉ có thể nhận được tiền trợ cấp 30.000 từ liên bang để sinh sống. Đây cũng là lý do trước đây nguyên chủ bán mấy đứa nhỏ. Nhưng Bạch Tô không ngờ rằng, cô vừa mới từ cô nhi viện trên núi xuống mua đồ thì cô nhi viên đã gặp phiền phức. Một đám người hùng hổ theo đường khác lên núi, vừa hay né được Bạch Tô. Một tiếng rầm vang lên, cửa cô nhi viện trên núi bị đẩy ra, mấy thú nhân mặt mày hung dữ xông vào, trong tay cầm theo gậy. Bạch Tô, cút ra đây cho tôi. Tiểu Lang ở trên lầu nghe được tiếng động bình tĩnh chạy xuống, hai mắt vô cùng bình tĩnh. Các người tìm ai? Tìm ăn. Thú nhân dẫn đầu cười lạnh, cũng lấy cổ áo nó, gọi Bạch Tô ra đây, thiếu tiền thì phải trả. Cô ta trốn đâu rồi? Tiểu Lang chau mày, sáng ra cô ta ra ngoài rồi, nếu muốn tìm cô ta thì trễ chút quay lại. Vẻ mặt bình tĩnh tới lạnh lùng của nó làm mấy thú nhân cũng phải ngớ ra. Ngay sau đó thú nhân nhấc bổng nó lên, quăng nó như quăng bao cát. Tiểu Lang hừ một tiếng, cảm thấy nội tạng của mình như trộn lại thành một đống, mỗi hơi thở đều đau tới hái mắt đen ngòm. Thú nhân dẫn đầu sắc mặt khó coi, quét mắt nhìn chung quanh, tìm cho tôi, lấy hết mấy thứ đáng giá, không đáng tiền thì đập đi, để con khốn đó biết chúng ta là ai. Những thú nhân khác nghe vậy càng thêm ra sức, được, họ như một đám cướp, một cước đạp Tiểu Lang lăn ra xa, rồi lùng sục khắp cô nhi viện. Đám thú nhân hung ác lục lọi hết tầng trệt, chẳng mấy đã lên tầng trên. Tiểu Hổ và hai tiểu miêu bị họ nhấc cổ áo sau quăng xuống lầu. Đám thú nhân đắc ý chạy lên, mấy thú nhân nhỏ này không tệ, cũng trắng trẻo mập mạp đấy, thân thể đầy đủ, chắc cũng bán được vài đồng. Tiểu Lang cắn răng lao tới, các người làm vậy là phạm pháp, mau thả họ ra. Phạm pháp? Thú nhân đi đầu bật cười, thương hổ này ở khu ngoại ô này là pháp luật, đồ tàn phế còn dám xông lên đây à. Gã chán ghét đá Tiểu Lang ra ngoài, thân thể gầy gò của Tiểu Lang lăn vài vòng rồi va mạnh vào tường, miệng mồm ọc ra máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm. Đám nhóc con sợ tới khóc lên, anh tiểu cẩu đừng lo cho bọn em, hu hu hu, người xấu, mau thả chúng tôi ra. Vương Hồ hừ một tiếng, dùng gậy chọc vào bụng đám nhóc, nếu viện trưởng bọn mày đã thiếu tiền tao, không có trả được thì đành lấy bọn mày đi bù thôi. Dù sao cô ta cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Các anh em đi nào, bán mấy đứa nhóc này, tối nay chúng ta ăn một bữa ngon. Tiểu Lang dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng máu vươn vẫn trào ra khỏi miệng nó. Nó nhìn chằm chằm đám nhóc trong tay chúng, mắt tối tăm làm người ta sợ hãi, nhưng nó thật sự quá nhỏ yếu tới mức không thể phản kháng được. Nhỏ yếu tới, nó chỉ mong cô ta mau trở về thôi. Tiểu Lang không chống đỡ nổi nữa, nó ngất xỉu tại chỗ. Trước giờ cơm trưa Bạch Tô đã quay về, nhìn thấy cô nhi viện lộn tùng phèo, Tiểu Lang nằm trong vũng máu, hai mắt cô tối sầm biết có chuyện không ổn.